Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 1 tháng 10, kỷ niệm 34 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi và thực hiện tháng hành động vì Người Cao Tuổi Việt Nam 2024. Bằng kinh nghiệm, trí tuệ, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không chỉ nêu gương sáng trong lao động sản xuất, mà còn tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ông Lê Thọ Thuyết ở thôn Tĩnh Thôn 1, xã Xuân Hòa, năm nay đã 72 tuổi. Nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân. Với kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác, sau khi nghỉ hưu, ông đã tham gia hoạt động ở chi bộ và ban công tác mặt trận thôn nhằm phát động mạnh mẽ phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Không chỉ tích cực vận động nhân dân hiến công, hiến đất, mở rộng đường giao thông, ông Lê Thọ Thuyết còn ủng hộ trên 70 triệu đồng mua cây cảnh, lắp đặt hệ thống camera an ninh, bình phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thôn. Năm 2020, thôn Tĩnh Thôn 1 đã được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tất cả các những người hội viên ở đây thì là đều tham gia các cái tổ chức chính trị xã hội khác. Cho nên từ cái nguồn này mà tham gia thì củng cố nâng cao chất lượng các cái tổ chức chính trị của thôn. Rồi là đặc biệt là trong cái quá trình vận động xây dựng nông thôn mới thì có thể nói là bản thân cũng hết sức tích cực từ việc tư vấn làm những vấn đề gì, rồi là tư vấn cách làm, rồi là cũng ủng hộ cái cầu, công trình nào cũng như vậy. Thì từ đó mà làm xong cái khu dân cư của bản thân tôi ở, sau đó nó lan tỏa ra toàn thôn. Có thể nói là đây là những cái tấm gương con người mẫu mực, tâm huyết, trách nhiệm với quê hương, với cuộc sống, mà gắn bó với người dân. Cho nên là có thể nói đây là cái cầu nối của Đảng, Nhà nước với nhân dân. Tỉnh Thanh Hóa có trên 58.000 đảng viên là người cao tuổi, trong đó có hơn 4.200 người cao tuổi tham gia công tác đảng, chính quyền, trên 3.600 người cao tuổi tham gia Hội đồng Nhân dân, trưởng thôn, bản, khu phố, trên 40.000 người cao tuổi tham gia Ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở. Người cao tuổi các cấp đã thể hiện được vai trò đầu tàu gương mẫu tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, tập hợp và phát triển hội viên, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, tham gia hòa giải ở cơ sở, phòng chống tham nhũng tiêu cực, phản biện xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng khu dân cư ngày càng sạch đẹp. Người cao tuổi là cái lớp người mà có kinh nghiệm nên là khi mà công tác tham gia xây dựng hệ thống chính trị của phố làng thì được tin tưởng, nhân dân tin tưởng, cấp ủy chính quyền địa phương rất là tin tưởng người cao tuổi. Và thực tế cho thấy là cái hiệu quả là rất là to lớn. Toàn bộ các cái phong trào mà do người cao tuổi đảm nhiệm đấy thì đều là thành công và cái kết quả là rất là tốt. Đây là những người có uy tín trong xã hội. Cho nên là khi các cụ có cái tiếng nói, có cái vận động, có cái tham gia vào các cái hoạt động thì cái tiếng nói của các cụ đã được nhân dân rất là đồng tình và rất là tích cực để ủng hộ và làm theo. Cho nên là trong các phong trào ở các địa phương thì các cụ đã phát huy được vai trò và đã có cái đóng góp hết sức tích cực trong cái việc xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Những đóng góp trong các lĩnh vực, các phong trào ở cơ sở đã khẳng định vai trò, tầm quan trọng của người cao tuổi trong hoạt động xã hội tại các địa phương. Thông qua đó, cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng văn minh, giàu đẹp.